Vâng, quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn học nghệ thuật Hải ngoại, và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chương trình nói về những văn học nghệ thuật về Tết, về mùa xuân, tập tục cổ truyền của chúng ta. Và nãy giờ thì quý vị đang theo dõi là anh Bằng đã ôn lại cho chúng ta một phần về phong tục cây nêu, rồi ngày Tết, rồi bánh chưng và bánh dày của vua Hùng Vương thứ 18. Dạ, bây giờ thì anh xin xin anh tiếp tục. Dạ. Em biết là anh còn nhiều đề tài lắm, Dạ, hấp thưa dẫn thì lắm. bây giờ thì mình cũng Dạ. cái nói chi cho vui vui một chút. Dạ. Thì cái tâm trạng ấy, của con người á, khi mà giờ xuân qua nó có nhiều cái tâm trạng rất là phức tạp. Ngay cả cái cảnh vật nữa thì cái xuân thì rất là vui vì đống tàn xuân qua xuân lại nó đem lại một cái hơi ấm, đem lại một cái màu xanh rất là tuyệt diệu, phải kể cả con người và cảnh vật. Nhưng mà giờ riêng về con người á thì có những tâm trạng khác nhau. Cái tuổi trẻ như chúng mình lúc xưa thì một lần xuân đến là có áo mới này, rồi vui vẻ đi chợ Tết này, rất là vui vẻ đó. Thì rồi có những cái tâm trạng á, của những người mà giờ lớn tuổi, ông trời tuổi xế chiều thì nó nhìn xuân qua đến một cách khác, và có những người già cả thì nhìn xuống qua một cách khác. Thành ra tùy theo tâm trạng, và tâm trạng này đại diện tả qua những cái bài ca, những cái lời thơ mà chúng tôi cũng xin lần lượt để mà nói lên những cái tâm trạng đó cho quý vị. Thì giờ trước hết để cho vui vui một chút, xin mời cô để diễn tả cái tâm trạng của tuổi trẻ khi mà mùa xuân đến. Thì chúng ta có cái bài hát, cô nhớ là bài hát của La Hội đó, cái ngày xuân và tuổi trẻ đó, thì cũng xin để mời Dạ. cô hoặc là ngâm hoặc là hát nhỉ. Dạ thưa anh, cái bài hát cho xuân và tuổi trẻ của La Hối thì Dạ. nổi tiếng lắm, mà nhất là mùa xuân này thì chúng ta mở radio ra với đài truyền Dạ. hình ấy, thấy họ phát lên rất là nhiều Dạ. những cái bài đó. Mà thưa quý khán giả thì để Bitty có thể hát một đoạn trong cái bài xuân và tuổi Dạ. trẻ, xin quý vị nghe cho nó vui trong cái không khí vào mùa xuân hôm nay. Dạ. Em hát chay, lần nào cũng Dạ hát thế ạ. chay. Dạ. Ngày Ngày thắm thắm tươi tươi lên lên đời đời xuân xuân mới, mới, lòng lòng đắm đắm say say bao bao nguồn nguồn vui vui sống. sống, Xuân xuân về về với với ngàn ngàn hoa hoa tươi tươi sáng, sáng, ta ta muốn muốn hai hai muôn muôn ngàn ngàn đóa đóa hồng. hồng, Ngày ngày thắm thắm tươi tươi bên bên đời đời xuân xuân mới, mới, lòng lòng đắm đắm say say bao bao nguồn nguồn vui vui sống. sống, Xuân xuân về về với với ngàn ngàn hoa hoa tươi tươi sáng, sáng, ta ta muốn muốn luôn 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 cười cười với với hoa. Xuân xuân thắm thắm tươi tươi tung tung bay bay cao cao tít tít trời, trời, vui vui xuân xuân đi đi kèo kèo tiếng tiếng ca ca vui vui reo. reo, Đừng để đừng để lòng lòng thổn thổn thức thức tình tình mê mê đắm, đắm, ta ta che che vui vui đời đời xuân xuân thắm thắm tươi. tươi, Xuân xuân thắm thắm tươi tươi ét ét tung tung bay bay cao cao tít tít trời, trời, vui vui xuân xuân đi đi cao cao tiếng tiếng ca ca mừng mừng vui vui reo. reo, Đừng đừng để để lòng lòng thổn thổn thức thức tình tình mê mê đắm, đắm, ta ta che che vui, vui, ta ta che che vui vui đời đời xuân xuân thắm thắm tươi, tươi. Vui vui xuân xuân đi đi cho cho đời đời tươi tươi sáng, sáng, vui vui xuân xuân đi đi cho cho lòng lòng thêm thêm tươi. tươi, Ta ta hát hát ca ca đón đón mừng mừng xuân xuân mới, mới, ta ta hát hát ca ca cho cho lòng lòng thêm thêm thắm thắm hói. hói, Hát hát vang vang lên lên đời đời ta ta thắm thắm tươi, tươi, tiết tiết xuân xuân huy huy hoàng hoàng muôn muôn sắc sắc hoa, hoa, tiết tiết xuân xuân êm êm đềm đềm muôn muôn tiếng tiếng ca, ca, hát hát vang vang hòa hòa lòng lòng thêm thêm hăng hái. Dạ vâng, đó là cái bài Xuân và tuổi trẻ. Bitty hát thật ra cũng không có đúng cho lắm, nhưng mà cái không khí Tết này thì Bitty hát cho nó vui trong chương Dạ. trình. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn cô. Dạ, rồi cô cho tôi mượn. Là thưa, trong kia như tôi đã thưa với quý vị là khi mà cái tuổi xuân của chúng ta đã qua rồi, thì tuổi xuân của chúng ta mà khi Tết đến xuân cũng về thì cái lòng chúng ta hòa nhịp với cảnh vật để rất vui tươi. Nhưng mà giờ trong đó cũng có đa số cái tâm trạng cái tuổi mà giờ xế chiều. Dạ, như trường hợp cái bài thơ về cái chiều chiều xuống của Chế Lăng Viên.
đã chất chứa một cái tâm trạng rất là bi quan, rất là buồn bã. Dạ, thành ra tôi xin đọc đây rồi để cô có thể ngâm Dạ, được. anh đọc đi thưa anh Dạ, à. Dạ. tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đêm chi xuân lại gợi thêm sầu. Với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng. Với của hoa tươi muôn cành rạ, về đây đêm chẳng nẻo xuống sang. Ai biết hồn tôi say mộng ảo, ý thu góp lại cạn tình xuân. Có một người nghèo không biết Tết, mang lì chiếc áo đồ thu tàn. Có đứa trẻ thơ không biết khóc, vô tình bỗng nổi tiếng cười vang, cười rang. Cha ơi mong nhớ, ôi mong nhớ, một cảnh chim thu lạc cuối ngàn. Thì giờ thứ đó là một cái tâm trạng mà những cái tuổi người xế chiều khi mà giờ xuân đi qua đó. Thành thử khi mà mùa xuân đi qua nó nhiều tâm trạng lắm, nhưng mà giờ thưa để cho cái khi mà con người nó có một cái lối sống về nội tâm á, thì có những cái vị mà sống mà có thể gọi là biết cái nội tâm của mình, biết cái sức sống bên trong của mình á, là vô sanh vô tử, nghĩa là những cái gì gọi là cái mùa xuân vĩnh viễn á, thì họ họ rất là yêu đời. Thì như một bài thơ của Nguyễn Khuyến chẳng hạn ấy, ông đã già cả như vậy nhưng mà ông thấy ông yêu đời vui vui ấy, nghĩa là ông vẫn là chống gậy để mà đi lên non, để mà thưởng thức những cái phong cảnh đẹp đẽ, để hòa mình với thiên nhiên. Thì ông có làm Nguyễn Khuyến có làm bài thơ đây rất là yêu đời. Mặt nước mênh mông nổi một hòn, tiếng già những núi vẫn là non. Mảnh cây thưa thớt đầu như trọc, tàn đá treo leo ngấn nửa mòn. Một lá về đâu xa thăm thẳm, nghìn làng trông thấy bé con. Dậu già mà hạng hơn ta chữa, chống gầy lên cao bước chữa mòn. Nghĩa là ông vẫn cái tuổi già để nhưng mà ông có một cái tinh thần ông rất là vùng dậy phấn khởi để hòa đồng với là những cái cảnh vật, thành ra cuộc đời của ông rất là yêu đời. Dạ thì giờ thưa trong cái đó ấy, có những cái vị mà giờ thưa tôi đã thưa trước ấy, có những vị sống nội tâm ấy, nhất là ấy, những cái vị mà những cái vị thiền sư chẳng hạn, những vị tu hành chẳng hạn đó, họ xem cái mùa thu á, là giống như là một cái mùa thu muôn thuở của họ. Đấy, như quý vị rằng là trong cái thế kỷ mà trong cái có một cái nhà sư thiền sư Mật Giác á, thì là ở trong cái thế kỷ thứ 9, ở trong cái thế kỷ thứ 9 á, bản thế kỷ thứ 19 á, thì đã nói lên một cái mùa xuân mà gọi là mùa xuân bất tận á. Đã, thì giả thưa có một bài thơ như thế này. Xuân khai như bách hoa lạc, xuân đạo như hoa khai, sự trục nhãn tiền thế, lão tổng đầu tương la tương lai. Mạc vì xuân tàn hoa lạc tận, định tiền tạc già nhất chi mai. Dạ thưa bài thơ này của Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã dịch lại. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa nở, trước mắt việc đã mãi, trên đầu già đến rồi. Ai bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Giờ thưa đêm qua là nói về cái thời gian, về nói về quá khứ, và sân trước là nói về cái nơi chốn, và cành mai nói về cái vật thể. Thì thưa quý vị, hoa mai là biểu trưng cho mùa xuân và trong những ngày Tết, vì đã in sâu vào trong cái tâm trí của con người của chúng ta. Thì tuy hôm nay cái hoa tàn nhưng mà cái tư tưởng
những cái cành hoa mai đã thấm đượm vào trong tâm tư chúng ta, tức là nó vẫn sống mãi trong trong tư tưởng. Thành ra trước con người nó có một cái là hiện tại, nhưng mà trong cái quá khứ á, là tất nhiên cái tư tưởng, hoặc là trong văn chương cũng vậy, có cái người làm văn á, thì bây giờ á, đó vì cái sự sanh trụ hòa diệt không có, nhưng mà cái tư tưởng vẫn còn sống mãi trong lòng của dân tộc. Thành thử cái mùa xuân của những cái vị sống về nội tâm, hay là những cái vị thuộc về tôn giáo, vị tu hành, thì nó sống mãi, nghĩa là không bao giờ là hủy diệt cả. Thành ra đó cái người ta gọi đó là cái mùa xuân bất tận, mùa xuân mãi mãi về với cái con người khi có một cái lối sống nội tâm. Thưa cô. Dạ vâng, cảm ơn anh đã trích dẫn là một số những cái bài thơ cũng như là bài hát mà chúng ta vẫn thường quen thuộc nghe qua. Dạ thưa anh thì thật sự ra khi anh nhắc lại những cái bài thơ đó làm cho em cũng có cảm tưởng như là chúng ta đang sống ở mấy cái thế kỷ mà bao nhiêu thế kỷ trước đây, cái đời đời tổ tiên của chúng ta. Thì như Thiền sư Mẫn Giác á, đã có cái bài thơ đó mà không riêng mà Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch ra, mà còn có nhiều các vị thi nhân thi sĩ nó dịch ra nhiều nhiều ý nghĩa lắm anh, mà nó cũng phải nói là cũng tương tự là chúng ta coi như cứ mỗi đến một mùa xuân đến thì chúng ta coi như là hối tiếc lại, nhớ lại những cái thời đã qua, mà coi như là mùa xuân nó không đợi không chờ, cũng giống như cái tuổi của chúng ta càng ngày càng già đi thì nó cũng không đợi không chờ. Thì những cái bài thơ đó nó mang tính tính cách mà coi như là về thiền nữa, phải không anh? Đúng Dạ. rồi. Thì thưa anh, nếu mà nói về mà chúng ta làm sao mà cho tâm mà chúng ta nó tịnh á, nhất là trong mùa xuân này á, thì chẳng hạn như chúng ta đang có sự lo buồn này nọ, rồi chúng ta có những cái chuyện mà phải lo âu trong cái cuộc sống hàng ngày đó. Đó thì đọc những cái bài thơ như thế này thì thật sự ra là làm cho chúng ta nghĩa là nó êm ả hẳn đi. Vâng, anh có nhận thấy cái điều đó không ạ? Nó thanh tịnh lại, nó lắng đọng lại. Đó mà chúng ta cũng đừng có quên là chúng ta nghĩa là thời gian nó đi qua mau lắm, thành ra chúng ta phải sống mà nếu mà theo theo đạo Phật đó thì chúng ta sống làm sao cho cái tinh thần của chúng ta nó yên tịnh, nó lắng đọng lại và để chúng ta yên ổn trong cái đầu óc chúng ta và chúng ta enjoy, tức là thưởng thức cái mùa xuân này nữa. Dạ Thưa thì có thưa cô về thưa quý vị như thế này, cuộc đời của chúng ta nếu như mà giờ khi mà về già rồi á, thì lẽ nhiên theo cái luật mà sinh trụ hoại không, thì nó sẽ là cái thể xác nó sẽ để lại, trả lại về tứ đại, về đất nước và lửa, và cái linh hồn á, tức là cái tiềm thức á, nó sẽ thay đổi đến một cái quái nào đó. Nhưng mà giờ thưa, nếu chúng ta ý thức được cái cảnh giới của này nó có tính cách giả tạo đó, thì chúng ta có một cái mà nếu như chúng ta cũng nhảy theo trên cái con thuyền luân hồi đó, cái con thuyền mà luân hồi đó, thì chúng ta đứng để mà để nhìn nhìn cảnh vật, thì chúng ta rất là bi quan. Chúng ta phải nhảy lên cái chiếc xe, trên chiếc xe mà luân hồi, chiếc xe mà bất nó tạm thời đó, để mà cùng đi, để đi qua cái đoạn đường của thế gian này, thì chúng ta vui vẻ vô cùng, vì chúng ta biết rằng chúng ta nếu như có một cái tín ngưỡng, có một sự nội tâm vững vàng á, thì chúng ta cuộc đời này chỉ cần là một cái sự mà sinh trụ hoại diệt, một cái không bền được, thì chúng ta phải tìm cái bền vững, tìm cái miếng viện, chúng ta phải nhảy lên chiếc xe đó, chấp nhận. Thì khi mà chúng ta nhảy chiếc xe thì chúng ta thấy chúng ta đi trên xe, chúng ta không có cái gì là gọi là vui buồn cả, chúng ta không có cái gì là hồi hộp cả, chúng ta vẫn bình tĩnh để đi qua một chiếc thuyền ấy, để cho khỏi cái thoát khỏi cái cuộc sống ở đây, để mà đến một cái thế giới miên viễn tốt hơn. Dạ thưa cô, phải như vậy. Dạ vâng, về và nhân dịp xuân về thì anh Võ Văn Bằng cũng như là Bích Ti đã cống hiến đến quý vị một vài cái bài thơ về cái phong tục tập quán cũng như là về mùa xuân của chúng ta, và Bích Ti cũng mong rằng những cái một vài cái show tiếp theo nữa
về mùa xuân, thưa anh, chúng ta cũng sẽ tiếp tục lại sẽ Dạ, làm được rồi thêm ạ. những cái chương trình về mùa xuân này, bởi vì mùa xuân chúng ta nói trong vòng có mấy chục phút này thì chắc cũng không có đủ, phải không anh? Dạ. Dạ, thì còn trước khi trước chúng ta chấm dứt chương trình thì xin anh có thể có thêm cái gì để mình chúc cái khán giả, thưa anh. Dạ, chúng tôi cũng như mượn theo cái lời cô thế thì còn chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị, thứ nhất là mùa xuân đến, chúng ta phải tùy theo cái chúng ta phải tìm cái một cái mùa xuân mà mùa xuân của thiền duyên sư Mận Giác cứ sống mãi, giống như là hôm qua sân trước một cánh mai. Dạ thì cái tư tưởng đó không bao giờ mất, cũng như chúng ta qua đây tuy là cái sự buồn bã về cái xa quê hương, nhưng mà quê hương chúng ta là gì? Đấy là những cái phong tục tập quán, tất cả những cái giọng nói, những cái tiếng ca, những cái bài thơ mà chúng ta đem đi, chúng ta nhớ chất chứa trong tâm tư của chúng ta, thành ra chúng ta vẫn là vui vẻ để mà hưởng được một cái gọi là một mùa xuân là trong hiện tại, cũng như là kéo dài cả trong cái tương lai nữa. Dạ thì để chấm dứt cái hôm nay, chúng tôi một lần nữa, anh em chúng tôi một lần nữa xin chúc quý vị hưởng một cái năm mới đầy đủ sự hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và con cái. Dạ, xin kính chào quý vị. Dạ. À, dạ vâng, và nhân dịp trước thềm năm mới, Bích Ti xin kính chúc tất cả các quý khán giả thân thương của Việt Mỹ Television cũng như là chương trình văn học nghệ thuật hải ngoại đón mừng mùa xuân mới năm Mậu Tuất thật là tràn đầy hạnh phúc cũng như là được lúc nào cũng được an lành bên cạnh những người thân của mình cũng như là các bạn bè thân hữu, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Xin kính chào.